Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại với chương trình của The USKT News. Đương nhiên, nữ hoàng Anh đã chính thức qua đời ở cái tuổi cũng thập cổ lai hy, rất là lớn tuổi, 96 tuổi. Tôi nghĩ rằng con số này, nữ hoàng Anh sinh năm 1926 và ra đi năm 2022. Như vậy thì trong vòng 2 tuần lễ, cả một cái thế giới đã ra đi một nhân vật, đó là nữ hoàng Anh. Nhân vật thứ hai đó là Gorbachev, người là tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô, người chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ của Liên Xô và đương nhiên cũng là người thành công nhất để có thể đẩy cái cuộc chiến tranh lạnh để kết thúc năm 1991, năm 1992. Tổng thống Trump đã lấy lời chia buồn đối với nữ hoàng Anh và nước Anh. Sự cập nhật mới nhất trên trang mạng của The Truth Social của Tổng thống Trump. Đương nhiên, Tổng thống Donald Trump được welcome một cách rất là nồng nhiệt. Phải nói rằng là chưa từng có trong lịch sử của Anh Quốc. Giống như Tổng thống Trump đã từng được welcome rất là nồng nhiệt, chưa từng có trong lịch sử của Tập Cận Bình và Trung Cộng. Tổng thống Trump 46 phút trước viết trên trang mạng The Truth Social rằng, tạm dịch, Melania và tôi deeply buồn khi biết được tin tức là sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth. Cùng với gia đình chúng tôi và những người Mỹ, chúng tôi gửi lời một lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của hoàng gia và những người dân của Anh Quốc. Trong một cái thời gian mà Tổng thống Trump sử dụng cái từ sorrow and grief, nữ hoàng Anh Elizabeth là một nhân vật lịch sử remarkable, tuyệt vời chưa từng có, đã để lại những cái legacy của sự hòa bình và sự thịnh vượng của đế quốc Anh. Ray Britton, tôi sử dụng một từ đế quốc Anh trên thực tế đúng, họ là tư bản Anh. Dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng Anh đã làm cho đồng minh của Hoa Kỳ chúng ta và nước Anh và một số các đất nước khác trên thế giới trở nên an toàn và trở nên thân thiết hơn trên thế giới. Sự ra đi của nữ hoàng Anh sẽ mang đến một nỗi nhớ cho đất nước của họ, cùng với thời gian mà bà ta đã bỏ rất là nhiều, devote her time đó, trong rất là nhiều năm lãnh đạo một cái đất nước Anh Quốc. Anh đương nhiên không phải lãnh đạo trực tiếp, Anh Quốc là một bán hợp chủng hợp gọi rằng là phong kiến đó. Vẫn còn là nữ hoàng nhưng mà trên thực tế chỉ là một trong những cái biểu tượng còn lại của Anh Quốc, nhưng mà bà Liz Truss hiện giờ là thủ tướng của Anh Quốc. Đó là những lời chia buồn thật là sâu sắc của Tổng thống Trump đối với nữ hoàng Anh. Và đồng thời Tổng thống Trump cũng xin chúc mừng được King Charles. King Charles đã trở thành vua của Anh Quốc. King Charles, vua của Anh Quốc. Và Tổng thống Trump nói rằng là tôi cũng biết được ông King Charles và hy vọng rằng ông sẽ trở thành một sự kiện, một cái vị vua tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng ông ta sẽ yêu cái nước United Kingdom và cả một cái thế giới. Và tôi nghĩ rằng ông ta sẽ chứng minh điều đó cho toàn thể nhân loại. Ok, nhưng mà tôi trở lại cũng đầu nè. Sự ra đi của nữ hoàng Anh đó quý vị, cả một thế giới họ đau buồn. Đau buồn là vẫn còn lại một cái chút gì đó mà họ giữ lại cái kỷ niệm trong cái thời của phong kiến. Nhưng mà cái thời phong kiến đã qua, nước Anh là một nước dân chủ được bầu bởi nhân dân của họ. Nhưng thật đáng tiếc, tại cái đất nước Mỹ chúng ta đó, thì có vẻ như cái đảng dân chủ họ đang mong muốn để thay đổi cái hiến pháp hay không, tôi không biết. Nhưng mà so far tôi biết một tổng thống duy nhất của đảng dân chủ và tổng thống duy nhất của nước Mỹ có liên tục 4 cái nhiệm kỳ. Mà nếu mà thật sự tôi dùng sự dùng một từ là vua đó, vua Franklin Roosevelt, nó cũng chẳng có gì bất hợp lý cả. Ok, đó là cái mà chúng ta rất là concerning về điều này. Và cái lời chia buồn của Tổng thống Trump tôi đã đem đến cho vì trên trang mạng của The Truth Social. Đương nhiên những lời dịch thuật của tôi nó cũng không có tuyệt vời cho lắm, nhưng tạm thời là quý vị biết là như vậy. Xin chào tạm biệt, một lần nữa xin gửi lời chia buồn với với người dân của Anh, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới về cái thị trường chứng khoán và kinh tế và một số bản tin breaking news trong cái chương trình của The USKT News. Chúc quý vị buổi trưa thật là an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.